tay run, mái tóc sương mắt ướt má nhân tuổi mòn bùi ngùi khóc đứa. Thì nó có rất nhiều ý kiến là người ta cứ lấy cái bài hát, người ta lấy cái bài hát nó nằm ở cái viên vạch này, bài hát red level này. Đây theo chuẩn mà mọi người thường hay nói, nhưng mà tùy theo cái máy này mà dây cao nó nhiều á thì mình sẽ tăng cái bass lên để cho cái đầu khác phát, thì nó sẽ dây cao nó sẽ không bị thiếu. Này, tăng bass lên một chút, red level cũng có thể tăng một chút hoặc là để nguyên như thế, nhưng tốt nhất mình tăng bass lên một chút xíu nếu như đầu khác phát thiếu dây cao, tăng lên một chút thôi. Đó, có thể tăng lên như thế này, miễn làm sao cái tiếng khi nó ghi vào văn nó không bị vỡ tiếng là được. Đó, ok. Còn không muốn thì trả nó về vị trí đúng theo mọi người hay ghi. Đó. Chú ý ghi bằng còn 6 không 1 không này.